Sáng ngày 3 tháng 8, đồng chí Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đến kiểm tra công tác tiêm ngừa vaccine COVID-19, tặng quà hộ khó khăn khu vực vùng xanh, vùng phong tỏa, thăm động viên đội ngũ y bác sĩ đang làm nhiệm vụ tại bệnh viện quận Tân Phú. Tại điểm tiêm ngừa vaccine số 91 đường Bờ Bao Tân Thắng, mỗi ngày tiêm cho 700 người dân từ 18 đến 64 tuổi, đặc biệt đối với người trên 65 tuổi, người có bệnh lý nền. Lực lượng chức năng trang bị thiết bị sơ cứu tại chỗ và các trường hợp này được tiêm vaccine Moderna. Tại đây, đồng chí Dương Ngọc Hải yêu cầu quận Tân Phú tập trung mọi nguồn lực để hết tháng 8 tiêm vaccine cho 70% người trên 18 tuổi trên địa bàn quận. Quận nghiên cứu triển khai việc tiêm vaccine cho người dân sau 18 giờ. Trong quá trình triển khai tiêm vaccine, phải đảm bảo các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Tiếp đó, đồng chí Dương Ngọc Hải đến thăm và tặng quà cho người dân khó khăn ở vùng phong tỏa, vùng xanh ở phường Tân Thành. Tại tổ dân phố 55, khu phố 4, đồng chí Dương Ngọc Hải đánh giá cao những nỗ lực của tổ dân phố trong việc bảo vệ vùng xanh an toàn cho người dân, đồng thời mong tổ dân phố tiếp tục phát huy những kết quả đạt được để duy trì và bảo vệ tốt khu vực vùng xanh an toàn trong thời gian tới. Tại Bệnh viện quận Tân Phú, đồng chí Dương Ngọc Hải ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ y bác sĩ trong việc chăm sóc, cứu chữa cho 100 bệnh nhân F0, nhất là những bệnh nhân trở nặng. Dịp này, đồng chí Dương Ngọc Hải tặng 100 thùng nước sâm Hàn Quốc tăng lực cho đội ngũ y bác sĩ đang làm nhiệm vụ, cũng như tặng 50 van oxy dùng cho máy thở.